Cô cũng tới xem nữa hả? Sao vậy? Thấy thế nào khi tôi thành công hả? Cái váy này là sao chứ? Tại sao cô dám mặc một cái váy giống y như tôi hả? Sao lại không? Bởi vì tôi chính là nữ hoàng Đông Đê Bùn. Sao? Cô ghen tị với tôi hả? Nè, hôm nay tâm trạng của tôi đang rất tốt nên đừng chọc tôi. Mau biến đi. Cô là tôi và tôi là cô. Cô chính là tôi và tôi là cô còn gì? Người hầu, cảm giác trở thành nữ hoàng Đông Đê Môn như thế nào? À không phải, nhờ Hoàng Ca Hinh không phải sao? Cũng không đúng. Cô được như vậy là nhờ Go In Jo hết, có đúng vậy không?